Từ đợt giá xăng tăng lần thứ tư, anh Dương Quang Vinh, làm nghề shipper lâu năm, đã quyết tâm từ bỏ chiếc xe máy, vốn là phương tiện di chuyển quen thuộc, để chuyển hẳn sang sử dụng xe điện. Đối với người thường xuyên phải di chuyển trên đường như anh, thì việc thay đổi này là kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Thế tính ra một ngày thì sạc nhồi thì nó chỉ rơi vào 4 số điện, thì chi phí như vậy thì chỉ mất khoảng độ 10.000 đồng. Với xe điện đi lợi hơn những dòng xe động cơ đốt trong ở chỗ là không khí thải và nó không liên quan đến dầu nhớt. Không chỉ riêng anh Vinh mà rất nhiều người dân cũng lựa chọn xe điện để di chuyển, vừa tiết kiệm chi phí nhiên liệu, vừa thân thiện với môi trường. Cá nhân em thấy thì giá xăng thời điểm này tăng khá là cao ấy, mà bản thân em còn đang là sinh viên, kinh tế phải phụ thuộc nhiều vào gia đình. Cho nên là em quyết định di chuyển bằng xe điện để tiết kiệm, nó lại thân thiện với môi trường và phù hợp với thời điểm hiện tại. Nói chung mình cũng là một trong những người bảo vệ môi trường. Đấy, mình nghĩ là trong thời gian tới và nếu được, có thể là mình sẽ chuyển sang là sử dụng các cái loại xăng mà chạy bằng điện ấy, loại năng lượng chạy bằng điện hoặc là bảo vệ môi trường hơn. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cũng thay đổi phương tiện di chuyển của mình để phù hợp với chi tiêu hàng tháng. Kể cả sau này nếu như mà giá xăng có bình ổn trở lại thì mình nghĩ là tiếp tục đi xe buýt. Tại vì đi xe buýt đối với mình hiện giờ nó khá là tiện, chỉ có một tuyến duy nhất thôi mà đi bộ thì cũng không quá xa. Cá nhân em thì em cũng đang đăng ký vé xe buýt tháng của đăng ký tại trường vé xe buýt tháng để có thể tiết kiệm xăng. Dịch bệnh khiến người dân quan tâm đến sức khỏe hơn và nhất là khi giá xăng dầu cao như hiện nay thì xe đạp cũng là một lựa chọn rất phù hợp và được nhiều người ưa chuộng. Hình ảnh những chiếc xe đạp vì thế cũng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố Hà Nội những ngày qua. Nếu như mà xe đạp mới đi tuyến ngắn thì nó vừa là cái tiết kiệm được cái hạ tầng đô thị đi lại tốt này, cái cảm nhận thành phố tốt hơn này, cái ô nhiễm ít hơn này, thế rồi thì cái rèn luyện sức khỏe cũng sẽ phát triển hơn. Xe đạp, xe máy điện, xe buýt đã được ưu tiên sử dụng khi giá xăng tăng cao. Trong lúc chờ các chính sách mới cũng như giá dầu thế giới giảm, thì giá xăng tăng cao cũng khiến người tiêu dùng phải linh hoạt, thích nghi và thay đổi để phù hợp với cuộc sống. Đó là câu chuyện tiết kiệm, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe